tiết dưa hấu, có loại tiết cù, cù màu hồng, mèo, loại tiết nào cũng dễ thương lắm. Thun cô tông 100% luôn nha, thun co giãn, tay cũng co giãn, cái này hàng in tốt nha, dẹp luôn chứ không có sợ phai màu. Áo của con mèo, mèo